Sao đã đến rồi ạ? À? Mồm cậu có gì mà khè kia? Dính gì đâu anh? Còn cả em nữa. Anh đã bảo đợi anh về, dù muốn làm gì thì làm cơ mà. Thế là hai người tàng trụ trước với nhau đấy ạ? À? Ở đâu? Em đang làm gì đâu? Em vừa đến mà. Cậu xem lại mồm cậu đi. Quay bị ngứa mồm, em bôi nghệ cho đỡ ngứa mà. Ngứa khoanh ạ. À. Cậu đi rửa đi. Thế đợi em vào rửa mồm thì mình triển khai luôn anh á. Đợi em đi. Alo? Alo. Cậu có phải tên là Cường ở trên diễn đoàn bán hoa đúng không? Tôi muốn búp cậu. Anh trai ơi, em là chỉ phục vụ nữ thôi anh ạ. Chứ cái gói dịch vụ của chúng em là chưa có nam đâu. Anh sẽ thông cảm nhá. Không phải là tôi, mà là vợ tôi. Hả? Phải. Tôi muốn cậu ngủ với vợ tôi. Mỗi lần như thế, tôi sẽ cho cậu 5 triệu. Cho đến khi vợ tôi có bầu. Tôi sẽ trả gấp 10, là 50 triệu. Ok anh trai, ok. Được. Tôi sẽ gửi địa chỉ sang. Cậu đến ngay. Dạ vâng, em đến ngay ạ. Ông bị điên à? Tại sao ông lại làm như thế chứ? Có còn cách nào khác nữa đâu. Tôi biết là vợ chồng ông cũng muốn có con, cũng bị áp lực việc có con từ phía hai bên gia đình. Nhưng mà ông cũng phải thử kiên trì lên. Giờ y học cũng phát triển rồi, có nhiều cách chữa hiếm muộn mà. Kiên trì thì bao giờ. Có phải vợ chồng tôi không cố đâu. Nhưng suốt mấy năm rời nay bọn tôi không biết lý do là vì sao. Đi biết bao nhiêu cái bệnh viện, biết bao nhiêu bác sĩ rồi cũng không tìm được lý do. Mãi đến khi tôi mới biết mọi lý do do tôi. Bác sĩ nói là tôi không có khả năng sinh sản. Tôi biết, nhưng mà cứ thử kiên trì thêm 1-2 năm nữa xem sao. Kiên trì đến bao giờ. Vợ tôi cũng ngoài 30 rồi. Bố mẹ hai bên dục kinh khủng luôn. Tôi nói thật, tôi áp lực lắm luôn ý. Nhưng bây giờ tôi còn cách nào khác nữa đâu. Nhưng bà cứ yên tâm, đứa trẻ mà vợ tôi sinh ra sẽ vẫn là con của tôi. Nhưng mà ông cũng không thể để một người đàn ông đứng đường làm cái công việc để làm như thế được không? Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Người ta đứng đường thì người ta phải có sức khỏe tốt, sinh lý tốt. Và lại, tôi cũng không thể nào nhờ người thân quen được. Chắc chắn phải tìm một người xa lạ chứ. Nhưng mà ông có biết người ta bị bệnh gì hay không? Thì tôi đã đưa người ta đi kiểm tra sức khỏe tổng thể rồi. Mọi thứ đều tốt. Với cả phải kiểm tra thì tôi mới ký hợp đồng chứ. Tôi vẫn không đồng tình với cách làm của hai vợ chồng ông đâu. Nhưng mà biết sao rồi, tôi là bạn thân của ông, nhưng cũng chỉ là người ngoài thôi. Mọi quyết định cũng đều ở vợ chồng ông mà. Anh, em sẽ cố gắng chăm sóc cơ thể và vừa mổ để mau chóng đậu thai, để cậu ta không phải đến đây nữa anh nhá. Em hứa với anh, con của em đẻ ra là con của anh mà. Thôi vào đi tắm đi, cô đi ăn cơm nữa. Dạ vâng. Tay nhà dâu cũng khác.
thơ mới mịn ấy. Xuống. Anh. Uầy. Hàu nướng này, còn cháo hàu nữa. Xem ra là anh Lâm là muốn cán đích lắm rồi ấy nhở. Tầm bổ cho em cả vợ anh ác đấy cơ mà. Đấy không phải là vì cậu. Đấy là vì con của tôi. Cậu chỉ được hưởng ké thôi. Ừ thì em cũng biết là anh chị mong con như nào mà. Mà anh Lâm này, em đến đây mấy hôm rồi nhá, mà em vẫn chưa biết anh làm nghề gì. Tôi làm sếp. Làm sếp? Ui kinh nhở. Chồng chị là giám đốc điều hành của một công ty kinh doanh. Ai chả. Thảo nào anh Lâm đầu tư với cái vụ này ác thế. Nhưng mà đúng là ông trời không cho anh tất cả. Làm sếp kiếm nhiều tiền này, nhưng mà yếu sinh lý, không chịu được vợ. Chán không? Này, sao cậu lại can thiệp vào cái chuyện đời sống riêng tư của vợ chồng tôi? Cậu biết được là tôi không chiều được vợ tôi à? Tôi kể cho cậu. Thì em đoán thế. Xin lỗi anh, cái mồm em thỉnh thoảng đi chơi hơi xa ấy mà. Nhưng mà theo cái cẩm nang sinh lý của em nhá, là những cái người mà yếu sinh lý ấy, là toàn gọi là đi giữa đường mà hết xăng thôi. Chả làm được cái việc gì cả, chán lắm. Vâng, cảm ơn cậu đã quan tâm đến sức khỏe của vợ chồng tôi. Nhưng mà lần sau ấy, không cần phải hỏi lại như thế nữa. Dạ vâng. Thôi Cường, ăn đi, ăn nhiều. Anh ơi, em ăn hết nhé. Anh ăn bảo phí bộ giỏi có làm gì đâu. Này, gì? Anh vừa phải thôi chứ. Sao anh cứ chơi tức chồng em thế, chồng anh đuổi việc anh bây giờ. Thì anh nói đúng, có nói sai gì đâu mà sợ. Nhưng mà cái gì không nên nói thì đừng có nói, cứ im lặng mà kiếm tiền thôi. Chồng em ý có thể chịu được nhiều, nhưng đến lúc không chịu được nữa ý, nó mà cục lên nó hỏng hết việc đấy. Thôi ăn đi. Cái thằng vô dụng mà nó ăn được phết đi, ngon. Vẫn như mọi khi, anh làm em xứng chết đi được ý. Anh mà lại có những cái thằng chồng yếu ớt của em đâu. Mà công nhận em nghĩ ra cái cách ấy. Cho anh giả vờ làm trai đứng đường. Hay thật đấy. Mình vừa có thể ngang nhiên ngủ với nhau này, mà anh còn được tiền nữa. Hay. Anh yêu của em tới đây. Ô kìa, sao thế? Sao anh lại đẩy em ra? Anh có biết là em khó khăn đến mức như thế nào thì phải trốn được thằng chồng em sang đây với anh không? Anh vỡ nợ rồi. Mã chứng khoán anh đầu tư bị lỗ. Bây giờ căn nhà này anh cũng phải trả. Thế có nghĩa là từ bây giờ không có chỗ nào để mình đến với nhau, mình các thứ với nhau á? Em đã bảo với anh rồi là mình không thể ra khách sạn được đâu. Nhỡ mai mà thằng chồng em đã bắt gặp ý, là toi cả đôi đấy. Thế bây giờ tiền nhà không có mà đóng ấy, em bảo anh phải làm sao? Phải làm sao á? Phải làm sao nhở? Phải làm sao để vừa giúp được anh mà giúp được cả đôi chúng mình nhở? À, em nghĩ ra một cách. Bây giờ anh đi lấy cho em cái bút với cả một tấm bìa. Lên. Đây. Bây giờ em sẽ bảo với cả chồng em tìm một người ngủ với em để em đậu thai. Và em sẽ giới thiệu anh, bảo là tìm được anh ở trên diễn đàn bán hoa, chắc chắn chồng em sẽ tự tìm đến anh. Nào, bây giờ cầm biển này để em chụp ảnh. Cứ lên, tự tin lên, nhanh lên nào. Rồi. 1, 2, 3. Được rồi. Thằng chồng em nó giàu lắm.
mà nó còn yêu thương em, tin tưởng em tuyệt đối cơ. Thế cho nên cái lúc mà em đề xuất ngủ với một thằng đàn ông khác ấy, nó không một chút nghi ngờ gì cả. Nhưng mà cũng lạ thật đấy, em mà nó cưới nhau mấy năm rồi sao nó không dính bầu được nhỉ? Thì em uống thuốc tránh thai mà, em chỉ muốn bòn rút tiền của hắn ta thôi chứ không muốn có con. Sau này ly hôn ý làm nhằng lắm. Mà hôm trước em còn phải đưa anh ta ra phòng khám của người thân, làm giả cái giấy tờ là vô sinh để đưa anh về đây nhá. Công nhận đi ông anh, thông minh thật đấy. Em sẽ uống thuốc tránh thai thêm một thời gian nữa để anh có đủ tiền trả nợ. Sau đó em sẽ thả ra để anh với em đều có con, uống nước cái khoản tiền to lớn kia của anh ta. Sau khi đẻ xong ấy, thì em với anh sẽ đường đường chính chính và có một gia đình hoàn chỉnh, cùng với một số tiền rất lớn. Chồng ơi, em xong rồi ạ. À, anh vào giả tiền anh ta đi. Anh ạ. À, em xin. Anh ơi, hình như em thấy cái tập này nó hơi mỏng hay sao? Em nói thẳng luôn nhé, em không phải là cái loại trai mà hét giá đâu. Thế nhưng mà anh hỏi chị nhà xem, chia được chị nhà anh là em cũng tốn sức hao công lắm chứ đùa đâu mà. Mất công bao nhiêu ngày em tầm bổ ấy, có hết 10 chị rồi đâu nữa. Em xin, lần này chị mà vẫn không dính bầu, anh cứ đặt lịch tiếp cho em, em lúc nào sẵn sàng ạ. Em xin phép. Chà, chị Linh, chị sang nhà em có việc gì ạ? Chồng em đi vắng rồi. Chị có mua một ít đồ bổ cho bà bầu, chị mang sang cho em đấy. Dạ vâng, để chị xách vào cho nhá. Em uống thuốc à? Thuốc gì đấy? À, em uống thuốc bổ dành cho phụ nữ thôi mà. Đưa đây chị xem cho. Chị cũng có tìm hiểu một số loại thuốc và thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ. À, chị biết loại nào phù hợp với em đấy. Ơ, chỉ là thuốc bổ thôi mà chị. Em cũng là phụ nữ, em biết thuốc nào tốt cho mình thì mới uống chứ. Thì chị biết nên chị cũng chỉ muốn xem thôi mà. Sao em đã vội vàng vứt bỉ thuốc đi thế? Hay là vì thuốc này có gì mà chị không xem được à? Chị nói vớ vẩn cái gì thế? Hay là tôi hiền quá nên chị nghĩ là dễ qua mặt? Tôi nói thẳng cho chị biết này, chị cũng chỉ là bạn thân của chồng tôi thôi. Chuyện gì trong nhà tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với chị. Chị không hề bắt em phải báo cáo mọi chuyện với chị. Chỉ là chị quan tâm đến vợ chồng em thôi mà. Bình thường Lâm Động hay tâm sự với chị, chỉ là chị biết nó buồn và áp lực thế nào về chuyện có con. Chị cũng chỉ muốn hỏi han quan tâm tí thôi, làm gì mà căng thế. Nhưng mà em bảo chị không cần quan tâm thì chị đừng có xỉa mũi vào. Này, em hơi quá đáng rồi đấy. Chị có thể không tham gia, nhưng mà chị thấy thái độ của em lạ lắm đấy nhá. Lạ cái kiểu gì? À, hay là chị nhân cơ hội vợ chồng tôi đang rối ren, chị muốn chen chân vào. Hay là chị cũng có tình cảm với cả chồng tôi nên nhân cơ hội này là muốn vợ chồng tôi lục đục cãi nhau. Em nói cái gì có lý hơn một chút được không? Chị mà có gì với Lâm ý thì chị đã thổ lộ từ lâu rồi, không phải đợi đến lúc vợ chồng em lấy nhau chị mới nhảy vào làm gì đâu. Trời ơi, ai mà tin được lòng dạ con người. Người ta đã nói rồi, không có một cái thứ tình cảm trong sáng nào giữa nam và nữ cả. Em nói thế thì chị cũng chịu rồi. Đồ bổ chị để đây, chị đi về đây. Vâng, không tiện. Vâng. Lát nữa em kiếm cớ đi ra ngoài, anh với em đi ăn đêm rồi lên bar chơi nhá.
thèm cảm giác được đi chơi với anh ghê. Nhận kéo thôi em yêu. Chồng ơi, em xong rồi. Anh ạ. Anh. Cái này là gì ạ? Túi quần áo hay sao ạ? Tôi dọn sẵn quần áo cho cô. Để cô cút khỏi nhà tôi đi. Anh ơi, anh bị làm sao thế? Sao anh lại phải cút khỏi nhà? Cô đừng có giả nai nữa. Cô lừa tôi như thế chưa đủ à? Mà cô còn muốn lừa tôi thêm một lần nữa. Anh nói cái gì cho em hiểu được không? Em lừa anh cái gì? Câu chuyện giữa tôi và cô, chúng ta không thể có con, không phải là lỗi do cô, mà chính là do cô. Cô đã lén lút uống thuốc tránh thai, đúng chứ? Ai nói với anh như vậy? Là tôi nói đấy. Hôm tôi đem thuốc bổ đến cho cô, tôi thấy cô uống thuốc nên mới hỏi cô uống thuốc gì. Nhưng mà cô lại tỏ thái độ gay gắt và vứt ngay vỉ thuốc đi. Nên điều đó khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng cô đang có điều gì đó khuất tất, đang giấu giếm tôi. Linh đã lục thùng rác và phát hiện ra thứ thuốc cô uống là thuốc tránh thai. Chứng cứ rành rành ra đây. Cô có muốn chối không? Thì em cũng có uống thuốc tránh thai. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là em không muốn có con với anh. Cô nghĩ tôi ngu thế à? Cái thằng mà tôi đưa về, nó chẳng phải là trai đứng đường gì đâu. Nó làm nghề bất động sản, đầu tư chứng khoán, và là người yêu cũ của cô, đúng chứ? Hai người đã lén tăng tự với nhau từ trước khi tôi với cô cưới nhau. Cô cắm lên đầu tôi cái sừng to đùng đấy, và cô đổ lỗi cho tôi là tôi vô sinh à? À, sao cô ác? Cô có biết cô làm thế, tôi căm ghét và uất hận bản thân mình thế nào không? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì sai mà cô phải đối xử với tôi như thế? Hai người còn trơ tráo nghĩ cách để đưa nhau về đây hành sự, rồi còn ngang nhiên lấy tiền của Lâm. Đúng là khốn nạn mà. Anh ơi, dù sao thì mọi việc cũng lỡ rồi. Anh cho em xin lỗi. Em xin rút lui khỏi cuộc tình này. Đừng nói nữa. Hẹn gặp cô ở tòa. Anh Lâm! Anh Lâm! Em gái bán cái gì với Yển đấy? Mỗi mã QR thôi à? Trai thấy tấm ảnh đó có đẹp không? Của anh hết 100.000 đấy. Mặt hàng tươi ngon thế này, 100.000 cũng xứng đáng thôi. Nếu mà anh trai thích ý, thì anh muốn xem bao nhiêu tấm ảnh cũng được. Em lấy giá rẻ cho, 100.000 một tấm, cứ thế mà nhân lên. Thế bây giờ anh cũng chỉ muốn dừng lại việc xem ảnh, muốn tiến xa hơn ý, thì làm thế nào? Xa hơn là tới mức nào hả anh? Là anh muốn vào cả người với em. Thế thì nó phải có mức giá đặc biệt đấy anh. Bao nhiêu anh chả có. Triển khai luôn nhé. Anh ạ. Ơ, lại là em à? Tình cờ thật đấy, lại gặp anh ở đây. Chúng mình có duyên thật đấy. Mà em làm phục vụ ở đây à? Dạ vâng, em mới làm phục vụ ở đây. Mà anh hay uống cà phê ở đây à? Ơ. Xin lỗi anh nhá, đi chơi với anh mà cứ phải nghe điện thoại công việc suốt rồi. Không sao. Ôi ơi. Anh làm sao đấy? Tự nhiên đau bụng quá. Anh đau ở đâu? Em đi mua thuốc cho anh nhá. Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhá. Thôi. Anh vào nhà vệ sinh giải quyết tí là xong mà. Có cần em dìu đi không? Đã bảo đang đau thì nói nhiều.
hẹn anh vào đây là có ý gì đấy? Anh đoán xem. Em không chịu khó làm giàu phết nhỉ? Hết bán hàng tự thân, bây giờ lại cả làm thêm quán cà phê cơ. Vấn đề quan trọng ý là đi làm ở đâu em đều gặp anh. Duyên quá cơ ý. Nhưng mà đây quái phát hiện đấy. Vậy là ngồi ngoài cơ mà. Anh yên tâm đi, đây là nhà vệ sinh của nhân viên. Mà ca làm này chỉ có một mình em thôi. Anh thấy sao rồi? Đỡ đau hơn chưa? Anh khỏe rồi, phần chấn lắm. Anh này. Hả? Anh xem lại quần áo đi. Quần áo làm sao? Anh phối đẹp mà. Anh chưa kéo khóa quần. À, chắc là nãy đi vệ sinh anh quên đấy mà. Thôi về đi. Mình thanh toán từ lúc gọi đồ rồi mà. À, đây là tiền bo anh cho cô nhân viên lúc nãy. Nãy anh hỏi nhà vệ sinh nhiệt tình lắm. Nhưng mà có nhất thiết phải bo nhiều như thế không? Số tiền này còn gấp mấy lần tiền nước của mình đấy. Lương nhân viên đấy ấy, được mấy đồng thôi em. Mình giúp đỡ tí chẳng mất cái gì cả. Cứ đi về đi. Mình vợt đúng con cá lớn rồi. Tiền của anh ta bo cho mình bằng mấy ngày trời mình đi làm. Mình nhìn người cũng chuẩn mà. Nhìn anh ta mặc hàng hiệu từ đầu đến chân như thế, không giàu mới là lạ. Mà đã giàu lại còn không hề ký bo cơ. Mới tặng cho anh ta một nháy mà anh ta cho hẳn 500.000. Thì nếu mà mình mồi chài được anh ta thì anh ta còn cho mình được bao nhiêu tiền nữa đây? Cha. Anh đến đón em rồi đây. Em bảo anh đến đón em lúc tan làm, sao bây giờ em mới tới? Thì anh cũng định đến đúng giờ mà. Nhưng mà đang chạy, tự nhiên con xe của anh nó lại dở trứng, nên là anh vứt vào hàng sửa xe rồi. Sợ em đợi lâu nên anh chạy bộ đến đón em luôn. Xe anh lại hỏng. Cái con xe rẻ rách của anh ấy vứt đi được rồi đấy. Mỗi lần anh đến đón em á, em xấu hổ chết đi được ấy. Vứt đi là vứt đi thế nào? Con xe đấy biết bao nhiêu kỷ niệm của anh với em còn gì nữa. Anh đi xe đấy từ ngày đầu tán em, với cả anh làm gì có tiền mà đổi xe mới. Anh nói thế em lại càng chán đấy. Mà tại sao anh biết thừa là xe anh hỏng rồi, anh không đặt xe ôm chơi át cho em đi? Chứ anh đến đây để hai đứa đi bộ à? Thì anh đến đây rồi anh với em bắt xe buýt đi cho tình cảm. Bỏ ra, anh có biết là em làm việc đứng cả ngày rồi mỏi hết cả chân không? Bây giờ còn phải đứng ở trên xe buýt nữa. Đúng là yêu phải trai nghèo, khổ chết đi được. Cha ơi, đợi anh, cha. Đây. Anh nấu chút đồ ăn nhẹ này. Em ăn đi rồi làm việc sau. Ăn đi. Người yêu em đảm đang ghê ấy. Em đúng là có phúc lắm mới yêu được anh đấy. Anh mà không biết nấu nướng chăm sóc em ấy, khéo làm việc quên cả ăn luôn đấy chứ. Anh ghét nhìn thấy em bận rộn lắm à? Thực ra không phải là ghét, mà là đôi khi anh đây trống vắng thôi. Ăn đi. Ăn đi nhé. À, anh gắp cho này. À, alo, chị nghe đây. À, Này, ăn xong rồi, mình làm tí đi. Thôi, để lúc khác đi. Giờ em đang có cái báo cáo cần phải nộp gấp đây này. Thôi, báo cáo để sau. Anh kèm lắm rồi. Thôi. Để lúc khác đi, giờ em đang bận lắm nhá. Lúc khác, lúc nào cũng lúc khác. Em xem cả tháng ấy, mình đồng với nhau mấy lần. Thì anh cũng biết công việc của em bận như thế nào mà. Chứ em cũng có muốn thế đâu. Thế sao em không yêu công việc ấy, rồi cưới công việc luôn đi. Yêu anh làm cái gì? Lúc nào anh cảm thấy như là mình bị xếp xó ấy.
Alo, chị đây. Chị đến ngay đây. Em xin lỗi nhá. Giờ em phải lên công ty giải quyết việc gấp rồi. Để khi nào về em bù cho anh sau nhá. Anh em đồng cảm cho em nhá. Mẹ kiếp, từ ngày yêu cô, tôi như thằng ô xin phục vụ cho cô. Hết nấu cơm, rửa bát, chăm sóc cho cô. Cái gì tôi cũng phải biết làm. Phục vụ tận răng cho cô. Đến lúc cần cô phục vụ lại thì cô lại biến mất tăm. Tưởng công việc của mình to lắm mà. Alo. Alo ạ. Anh nhận ra anh chứ? Làm sao mà em quên cách sổ của em được cơ chứ? Thế ngoài bán ảnh vỉa hè, chiều khách tại quán, dịch vụ của em có gói nào nhận khách tại nhà không? Anh biết chơi lắm cơ. Em không ngại nhận. Em chỉ cần một lý do thôi. Em cứ yên tâm. Đến đây và chiều anh đi. Anh không tiếc cái gì đâu mà. Thế anh gửi địa chỉ nhà cho em nhé. Em qua luôn ạ. Ok. Anh hỏi em đây. Hôm nay em đi đâu? Mà tại sao em lại ăn mặc lồng lộn như thế này? Này, tôi đi đâu đấy việc của tôi? Tôi phải báo cáo anh à? Không phải là báo cáo, nhưng chí ít ra anh là người yêu em. Anh hỏi han em, đấy là việc bình thường mà. Nhưng mà tôi không thích nói. Không thích nói? Hay em đang giấu một điều gì đấy? À, dạo này thái độ của em với anh nó khác thường lắm. Anh hỏi thật em nhá, em hết yêu anh chưa? Trả lời đi. Đáng lẽ ra anh phải hỏi tại sao tôi vẫn còn yêu anh tới giờ này. Đó là điều quá bao dung với anh rồi. Còn cái loại con trai nghèo kiết xác như anh ý, có được tôi ở bên cạnh ý, đó là điều quá phi thường. Ý em là sao? Ý tôi là chia tay đi, giải thoát cho nhau đi. Đừng có cản trở công việc của tôi. Cản trở công việc của em à? Anh cản trở gì công việc của em? Công việc khiến tôi trở thành người giàu. Sao cô ấy lại đến chung cư cao cấp này làm gì nhỉ? Nào, từ từ thôi anh. Trà! Chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào? Tại sao em lại đến đây? Hai người làm cái trò gì ở đây? Mày là thằng nào? Ngoài nhà tao làm gì? Mày quen của em à? Tao là người yêu cô ấy. Người yêu cũ thôi ạ. Thế hóa ra em vội vàng nói chia tay là để em đến đây tặng tiệu với nó. Em làm sao thế Trà? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Bởi vì đơn giản thôi. Anh Cường có tất cả những thứ mà tôi muốn. Và tôi cũng muốn ở bên anh Cường để phục vụ chăm sóc anh ấy. Còn cái loại khố rách áo ôm như anh ấy, tôi quá chán rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội để chia tay đâu. Ra là em chán anh từ lâu. Và em chưa tìm được mối nào ngon hơn à? Em tìm được rồi đấy. Em tìm được rồi đấy. Mày thông minh hơn tao nghĩ đấy. Biết mối ngon hơn ấy là như nào không? Ví dụ như bố mày. Bỏ bố mày ra. Bố phải chịu mày tí không? Để tao nói cho mày sự thật nhé. Thứ nhất, tao không hề biết Trà có người yêu. Vì làm ngành nhạy cảm thế này, biết yêu là cái gì đâu. Thứ hai,
tao và Trà không hề có mối quan hệ yêu đương gì cả. Mà tao ấy cũng không có ý định lâu dài với Trà. Hiểu chưa? Này, anh nói như thế là thế nào? Rõ ràng hôm nay anh gọi em đến đây là để mối quan hệ để tiến xa hơn mà. Không bé ơi, anh có người yêu rồi mà. Chỉ đơn giản là người yêu anh không chiều được anh, cho nên ấy, em mới đứng ở đây thôi. Chứ anh ngu gì mà bỏ người yêu anh. Căn hộ này là cô ấy mua cho anh rồi. Ngu gì, đúng không? Đúng là người ra sao thì gặp quả báo như vậy mà. Cô bị giao trong nỗi này cũng xứng đáng thôi Trà. Tôi và cô từ đây kết thúc. Tôi đã bỏ tất cả để sẵn sàng theo anh, vậy mà giờ anh lại gạt tôi đi trắng trợn như vậy à? Anh không rũ bỏ tôi đơn giản như thế đâu. Anh, mình tiếp tục nhé. Đương nhiên rồi. Hôm nay hơi có một chút vấn đề nhỏ, anh sẽ bo thêm để bù đắp tổn thương cho em nhá. Ơ, sao anh em về sớm đấy? Em làm sao đấy? Sao ném đồ người anh? Ngôi nhà này tôi mua là để chúng ta có nơi hẹn hò riêng tư, chứ không phải để anh dẫn gái về nhà tặng tiệu sau lưng tôi. Anh xem đi. Sao em lại có những bức ảnh này? Cô gái ở trong ảnh là nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Hôm trước tôi đến đó ngồi, cô ta đã ra nói chuyện với tôi và xin lỗi tôi vì đã ngủ với người yêu của tôi. Tại sao anh lại làm như thế với tôi anh cơ? Thằng khốn này dám chơi tao. Tôi biết là tôi bận bịu khiến anh thiệt thòi nhiều, nhưng mà tôi đã bù đắp cho anh bằng vật chất rồi mà. Từ nhà cửa, xe cộ, rồi cả tiền anh tiêu, tôi cũng đều cho anh, không tiếc anh một cái gì cả. Tại sao anh lại phản bội tôi như thế chứ? Linh ơi, anh xin lỗi. Tại anh cô đơn quá nên anh làm liều. Tôi không muốn nghe anh giải thích thêm một câu nào nữa. Ngôi nhà này đứng tên tôi. Từ bây giờ tôi không muốn anh bén mảng đến đây một lần nào nữa. Tôi và anh chấm dứt. Mời anh đi cho. Linh.